đầu đảnh lễ mười phương, chư Phật hiền thanh xót thương muôn loài, chỉ bày phương pháp tuyên vời, nương lành rửa sạch ba đời nghiêm hoan. Nay con hối hận khóc than, xin đem tính mạng trước đàn quy. Nam mô Tỳ lô giá na Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Di Lặc Phật. Giờ đây đành lễ Phật rồi, con xin bày tỏ những lời ăn năn. Nhờ ơn rửa sạch nghiệp căn, thân tâm thanh tịnh băng khoan tiêu trừ, không còn vọng tưởng mong mơ, không còn vướng mắc nghi ngờ pháp linh. Trong giờ ác diệt tiên sinh, chú tâm quan sát tiên trình căn nguyên. Một là quan sát nhân duyên, tội do ngu dốt vô biên mà thành, tâm tư vốn chẳng hiền lành. Bởi không kiên cố thân hành đạo sâu, oan kiên nghiệp chướng ngập đầu. Tự mình như cá cắn câu tham mồi, như tầm keo kén tưởng chơi. Tự mình giam hãm cuộc đời tự do, thiêu thân nhào tới lửa lò, tự thiêu tự đốt thành cho hoang tàn. Vì vô minh mới nghênh ngang, lìa xa bản tốt không màng lời hay. Phật và Bồ Tát chỉ bày cũng không nhìn thấy đường ấy mà vào. Hai xem nhân quả luân lưu, ba đời bao ứng gây nhiều gian nan. Gieo nhân hai quả nào oan, đắm chìm biển khổ miên mang vô bờ. Dù cho tay kiếm tay cờ, dù cho oanh liệt ngôi vua lấy lần, cũng trong khoảnh khắc vô chừng, hết đời cũng đọa ba từng dữ kia. Dù cho phương báo ê hề, ở trong ba cõi lầm mê vẫn còn. Bốn không định cũng hao mòn, phước kia hướng hết lại hoàng xuất sanh. Làm thân trùng bỏ hội tâm, đeo mình trâu trắng tranh giành máu hôi. Vậy mà vẫn cứ biến lời, vẫn không biến xám ba đời nghiệm oan. Khác gì nước ngập hố hang, mà ôm đá nặng kiếm đàn thoát thân. Ba là quan sang bản thân, mặc dầu tâm giác chánh nhân sẵn rồi.
Nhưng vì mê muội nhiều đời, ái ân chẳng chịch như trời này sao, mênh mông chẳng biết phương nào, phát sanh tuệ giác tìm vào chân như, triệt tiêu ba kẻ nỗi thùng. Ngăn đường giải thoát ưu tư chất chồng, mà khi xưa Phật chi đại hùng, mà quyết tâm khổ hạnh dứt lòng tử sanh, luân hồi hư huyễn vô hình. Trở về bản giác chuyên bành pháp luân, bốn là quán sát Phật thân, bất sanh bất dị trong ngần lưu ly, việc siêu tư cú bách phi, an nhiên vạn đức từ bi không ngần. Vào đời tiếm độ phạm nhân, tuy rằng chẳng thấy mà gần kề bên, quán xong bốn thứ căn nguyên, tất là phương pháp thánh hiền hằng tu, loại trừ chướng ngại ngũng tùng. Vượt dòng sinh tử vân vô cõi thường, con xin sám hối mười phương, chí thành tung kinh cúng dường chư tôn. Từ vô thị đến hôm nay, chướng ngại phiền não càng ngày càng tăng, lấp che thiện tánh tuệ căn, không cho thấy Phật ân cần xót thương anh. Không cho nghe pháp chân thường, không gặp thiện hữu thánh tăng hộ trì, không cho giải hết ba thì, nghiệp hoan bức bách biết gì nữa đâu. Đường ai nẻo sang pháp màu, như mù chẳng biết nông sâu mà dò, trách trời oan đất quanh co, biết đâu phiền nào cũng do tại mình. Thần thông chẳng thấy hiển linh, nổi bao chướng ngại tu hành Phật môn, thiền tịnh tu chẳng nên hồn, quán nhân duyên lại dâm dồn chướng duyên. Bảy phương tiện cũng chẳng chuyên, bốn công gia hạnh chướng phiền chẳng không, từ bi hỷ xả cũng không, văn tư tu cũng chẳng công cán gì. Mong gì tam quán vô vi, mong gì giác ngộ liễu tri đạo màu, thiền tư niệm thứ càng rầu, năm căn năm lực có đâu mà hành. Bốn thứ thần túc chẳng thành, băm bảy phẩm đạo cũng đành dễ vui, cũng vì phiền não mà thôi, tam minh tư trí muôn đời chẳng thông minh. Vô ngại bốn đạo lòng vòng, sáu ba la mật khó lòng thần thi, tứ nhiếp pháp chẳng biết gì, đại thừa bốn thể ngũ si chẳng tường. Mười minh mười hạnh ương ương, mười hướng mười nguyện biết đường nào tu, tuệ gia trị kiến như mù, Bồ Tát mười địa nhìn thu chẳng tròn. Não phiền chồng chất như non, tâm nào tĩnh lặng đặng tròn quả tu, não phiền chướng ngại công phu, con xin sám hối thân dù héo hon, sông có cạn núi có mòn.
cũng xin tha thiết lòng xóm không sợ, hướng về chư Phật chư Tôn khẩn cầu gia hộ tâm hồn lắng trong. Một mai đạo quả đạt công, nguyện về cứu độ tận cùng chúng sanh. Cuối đầu kinh lại Thế Tôn, nhờ công sám hối tâm hồn lắng trong. Ăn năn với cả tấm lòng, mong ơn chư Phật cảm thông hộ trì. Nhờ công sám nước từ bi, mà ba nghiệp chướng ba thì được tiêu. Từ nay tự tại phiêu diêu, thọ sanh tùy ý theo điều ước mong em. Chẳng do ác nghiệp xoay vòng, tịnh thanh cõi phân hòa đồng chúng sinh. Tiến sâu cảnh giới tình minh, tứ thiền thấu triệt ngu minh chẳng lầm. Giảng kinh xuất tự thâm tâm, mà tời lời nhập thân siêu phàm diễn ca. Đạo phiền của cõi ta bà, vô minh vì tế cũng đà triệt tiêu. Huệ như mặt nhật trên cao, rọi soi các cõi cõi nào cũng thông. Mười phương thế giới đại đồng, ung dung vô hỷ thần thông tuyệt vời. Nay còn phát nguyện đời đời, cúi đầu lại Phật ba thời chứng. Cuối đầu đánh lễ mười phương, chư Phật Bồ Tát tướng thương bao lần. Chứng tri con đã ăn năn, sám phiền não chướng vết hằn nội tâm. Bao ác nghiệp cũng âm thầm, gây nhiều chướng ngại gieo mầm khổ đau. Con xin tha thiên khẩn cầu sám hối nghiệp chướng để đầu trình lên. Nghiệp là quả báo nhân duyên, như là trang sức tự nhiên của đời. Nghiệp là mầm mống luân hồi, tháng sinh sáu cõi là nơi nghiệp lành. Nghiệp báo ứng rất vô tình, nghiệp làm chướng ngại ngăn mình thoát thân. Nghiệp là quả, nghiệp là nhân, trùng trùng nghiệp báo muôn phần chẳng sai. Thấm thâu về nghiệp mấy ai, ngoại trừ Phật trí vượng ngoài thế gian. Mênh mông chẳng thể nghĩ bàn, phàm phu trí thiện toán nghi ngờ. Lý sâu nghiệp báo mù mờ, dòng đời chỉ biết bây giờ mà thôi. Thấy nghe nông cạn trong đời, người hiền sao chịu bao thời đắng cay. Người ác lại có đủ đầy, nhà cao cửa rộng thơ thầy chất sân. Thấy đời thiên ác bất phân, cần chi tích đức tu nhân để phòng. Mà mê lầm nghiệp bao chẳng thông, rằng nhân quả ứng ba dòng thời gian. Trong kinh Phật dạy rõ ràng, hiện sinh hậu báo ba đà nghiệp đưa. Hiện báo là quả bây giờ, ngay đời này thọ chẳng chờ kiếp sau.
sinh báo thì quả hơi lâu, đời này thiện ác đời sau hướng đền, hộ bao lại ứng triền miên, tứ thời quá khứ qua miền vị lai. Cho nên đừng kể thấy ai hiện lành mà phải một đời khổ đau, hiểu rằng sinh báo từ đâu, hoặc do hậu báo trước sau cũng đành. Chớ nhìn kẻ gặp hơn mà lòng tưởng chẳng ưu phiền trong tâm, mà sinh báo hậu bao chẳng lầm, là do tội phước sưu tầm kiếp tương. Phải nên tin chắc đừng ngờ, làm lành được phước mong nhờ mãi sau, án thời phương giảm tội sâu. Nói chung nghiệp báo là đầu chướng duyên, tu hành mà nghiệp báo lên anh. Dễ gì thành tựu chú viên mọi bề, nên cùng trí thức cận kề, cùng nhau sám hối nghiệp kia tiêu dần, được cùng thiên hữu cẩn thận. Con đường đạp đạo mười phần thuận xuôi, nay con sám hối nghiệp rồi, cầu xin chư Phật xét soi lòng thành. Nay con quỳ tại Phật tiền, dập đầu lại Phật thánh hiền chư tăng, một lòng tha thiết thưa rằng: kẻ từ vô thị đã hằng gây ra tội nhiều như các bão la, trái dài như bãi hằng hà đôi bên, vậy mà chẳng biết căn nguyên. Do đâu nghiệp tới mà nên nỗi này, hoặc làm năm tội sâu dày, nghiệp vào vô giám ngục ngày nào ra. Nhất thiện đề tội hằng xa, nghiệp do ý ác bạn tà đua theo, khinh chế lời Phật biểu điều, pha rối tam bảo triệt tiêu đại thường. Chẳng tin tội phước làm bừa, bất hiếu cha mẹ chẳng ưa lời thầy, bản lành chỉ báo đường ai, biểu môi chu mò ngõ lầy bước chân. Mười thiện năm giới chẳng tuân, phạm điều dâm dục chẳng phân chánh tà, giới điều Phật tứ tại gia, hạnh tu Bồ Tát hoằng là luật ý. Của hàng hiền chúng tăng ni, vô tình pha rối không chi chẳng làm, mà kể ra khôn xiết lỗi lầm, mà con nay sám hối ăn năn tận cùng. Nghiệp sai đã tạo trùng trùng, hướng về chư Phật trái lòng sắc son, giúp con nghiệp tiêu mòn, giúp con sám hối cho tròn đường ấy tu. Con nay đã sám tội rồi, nguyện nhờ công đức của lời sám kia, vô minh phiền não nhất tề, đồng thời tiêu diệt nghiệp kia cũng tàn. Phước sanh tuệ giác phát quang, đời đời nương Phật giữ hàng thiện nhân, không tâm ngũ nghịch tội thâm, diệt trừ ngu tôi của thân thiên đề.
từ nay xa lánh nẻo mê, mong ngài ngồi được Bồ Đề Liên Hoa. Thề không tái phạm nghiệp ma, thề tu pháp thiện vào nhà Như Lai. Oai nghi giới luật chẳng sai, sao ba la mật chẳng nài khó khăn. Bốn tâm vô lượng chứng tăng, mười thư trí lực trang hoàn thành cao. Đại bi ba niệm chẳng nào, bốn niệm vô ý tìm vào biển không. Thường lạc diệu trí đều thông, tám tự tại ngã cũng đồng Như Lai. Bám hai tướng tố của ngài, 80 vẻ đẹp nghiêm oai trong ngần. Nguyện nhờ sám hối ăn năn, vô lượng công đức sánh bằng đại dương. Phật Bồ Tát khắp mười phương, chứng minh lời nguyện chẳng nhường núi non. Từ bi gia hộ cho con, quy tam bảo chẳng mòn đức tin. Nội trong ba nghiệp của thân, sát sanh thứ nhất muôn phần khổ lao. Chúng sanh nào nấy như nhau, đều ham sự sống đơn đau ai màng. Xét từ vô thủy kiếp mang, chúng sanh đều có họ hàng với nhau. Mẹ cha anh chị rể dâu, chỉ vì nghiệp lực đối đầu thọ sanh. Mà mang vạn trạng thiên hình, luân hồi sao nẻo tái sanh dương trần. U mê nào biết xa gần, họ hàng chẳng nhận ban lăng cũng lầm. Mặc tình nhai nuốt chặt cưa, mặc tình duyên hại chẳng ngờ tương liên. Trong kinh Phật vẫn thường khuyên, nuốt nhai thịt cá tưởng hiền thịt con. Nếu vì chút lợi áo cơm mà lưới bẫy bắt vật niệm dồn nặng sâu. Xa sanh tội đứng đầu, giết ăn hồ dễ khấn cầu thứ ba. Từ sanh vào cõi ta bà, chúng con chưa gặp ai là thiện nhân. Xót thương chỉ bảo khuyên rằng, sát sanh hại mạng là nhân á tiền. Nên vì lợi lộc ngu si, mà gieo nghiệp ác cũng vì miếng ăn. Sau này rời bỏ báo thân, xa vào địa ngục trả dần tôi thương. Chịu bao thống khổ cho bừa, đầu trâu mặn ngựa xé cưa thân hình. Hoặc là đâm chém tâm bành, hoặc môi móc ruột mới đành án kia. Trả xong nợ chốn âm ti, trở về dương thế lại tùy nghiệp mang. Gá thân làm giống xài lang, còm bèo rắn thiết chui hang núi rừng. Hoảng làm chuột bỏ côn trùng, hút máu hút mũ rút thùng phẫn dơ. Hoảng làm gà chó heo tơ, cho người xé thịt chặt cưa nấu xào.
Thật là khủng khiếp biết bao khổ bao như vậy, lẽ nào dễ vui nếu mai trở lại làm người cũng mang bệnh hoạn tuổi đời chẳng lâu anh. Chỉ thành con lại cần cầu sám hối nghiệp ăn để đầu ăn năn, xin chư Phật thánh hiền tăng nhủ lòng thương xót mà hằng gia. Kể từ vô thị chúng con tuy có kiến thức nhưng còn ác tâm, hoặc tham hoặc ghét hoặc sân, hoặc vì kiêu ngạo chẳng cần tính suy. Trong lòng chẳng chúng từ bi, thẳng tay sát hại cách chi cũng làm, thề nguyện bùa chú lỗ ban em cho đến mạc đến tàn chưa thôi. Ao hồ phá phách mà chơi, đốn rừng săn bắn lưới chài chó săn, đặt cuối gài mái đạo hầm, cũng tên nó đạn giết mầm sống vui. Cá dưới nước chim trên trời, lưới giăng bẫy sập không nơi thoát đào, hoặc nuôi gà vịt dê heo để dành làm thịt nuống chiều miếng tham ăn. Hoặc thuê mướn kẻ hung tàn, vạn long cắt tiếng làm hàng bán buôn, chúng chưa tắt tiếng kêu thương, thân đầu mai vẫy thịt xương ra rời, oan than thâu đến tận trời. Đớn đau thảm khóc chuốc loài súc sanh, chỉ vì ba tấc lưỡi tanh mà mang nghiệp ác sát sinh đời đời. Ngày nay con sám nguyện rồi, từ nay việc giữ tức thời lãnh xa. Lại còn binh miên can qua, tranh giành biên giới cô mà diễm nhau, đạn bom phá xóm nổ cầu, đích thân tàn sát hoặc thâu người làm, hoặc nghe giết chấp mừng ham ăn. Đau thương chẳng kể tham tàn thánh hung, nghề đau phủ thủ lạnh lùng, chặt đầu lóc thịt người dân chẳng màng, nghề đồ tể cũng bao tàn. Phanh thay loài vẫn dung nhan chẳng sờn, bản buông khi giới đạo gươm mà đẩy xô người xuống hố hầm chẳng ghê. Biết hàng pha tổ cán xe nặng chân dẫm đáp chẳng hề tiếc thương. Làm bao án nghiệp phi thường, nay con sám hối mười phương môn lòng, mà cũng từ vô thị kim trung mà phá thai diễm trưng độc trùng hại nhau, cắn hoang trồng chia bén áo anh. Tháo kênh diệt mũi ngăn rào lối ra, gậy roi gồng khóa khảo tra, nằm ngồi đi đứng bụng đà ghét nhau, nói thì như thể lách lao, nay con sám hối cần cầu chư tôn anh. Vì chân ngô mùi em dồn mà con có phạm công còn thiếu chi, xin nhờ lượng thanh từ bi chứng minh lời nguyện tức thì ác tiêu. Nguyện nhờ công đức chi thành sám hối
tôi mà được thân hình kim cang, sống lâu vô lượng tuổi vàng, không còn vương mắc vào đàn tật sân, không còn tư tưởng hại nhân, tâm từ bi cùng bội phần thăng hoa, thương người như thể con ta, thấy ai nguy chẳng nề hà tính toán anh. Chúm cho tới chỗ an toàn, còn đem chánh pháp luận bàn độ nhân, người người đều cảm Phật ân, không còn sợ hãi mười phần mừng vui, quy hết thảy Phật rồi, con đem tính mạng gửi nơi Phật ấy đà. Nam mô Tỳ Lô Giá Na Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Di Lặc Phật. Cuối đầu đảnh lễ chư tôn, con xin sám hối tôi còn ác tâm, mà trộm cướp ác nghiệp của thân, nếu không sám hối thâm phần khổ đau ai. Trong kinh đã dạy như sao, vật kia có chủ mặt dầu nhỏ nhiên, cọng rau ngọn có cây kim, mà không cho chẳng được mưa tìm đoạt sang, huống chi liền lấy trộm càng. Chỉ vì lời nhỏ nghiệm hoang ngầm đầu, chịu nhiều khổ bao rất sâu, xa vào địa ngục muôn màu hải kinh. Chịu bao thống khổ gia hình, hoặc tìm nẻo giữ súc sinh, mà vào lạc đà lừa ngựa bò trâu, đem thân vác nặng cúi đầu trả oán. Làm người cũng chẳng an toàn, làm thân tôi tớ để hoàn tội xưa, trộm cướp khổ bao chẳng vừa, nay còn sám hối xin chừa lòng tham, nay xin sám tội đã làm, mà kể từ vô thủy lòng tham năm trời. Bám vàng tài sản của người, hoặc dùng sức mạnh giữa hơi công quyền, nói lời xuôi ngưỡng đảo điên, công từ chiếm đoạt lợi riêng cho mình, hoặc về hối lộ gia hình, bé ngay thành vại cố tình hại nhau, hoặc làm quan lại đứng đầu, dung túng kẻ hạ mưu cầu tham ô. Của công quản lý hồ đồ, chia bai cắt xén lợi to về mình, thuế nông thuế mãi không trình, qua đò vườn ai cố tình đi không, này con phát lộ cầu mong anh. Ăn năn sám hối án đồng triệt tiêu, lại trừ bao kiếp xưa lâu, độ dùng tam bảo cúng cầu đoạt tranh, nhan đèn pháp khí tượng kinh, cũng đồ ẩm thực để dành nuôi tăng.
áo quần thiên tinh cung dường, cũng rình trộm cắp làm gương thấm hèn, cao dừa củi đuốc dầu đèn, lụa tơ phan lòng cất riêng để xài, quả hoa thiên tinh cung bài, ý quyền thao túng lấy trài tự nhiên. Này còn sám hối tội khiên, chư Phật Bồ Tát thánh hiền chứng tri, kể từ vô thủy mà ghi, tội con chồng chất cũng vì tánh tham, của thầy của bạn cũng ham ăn. Cũng vì lời lòng mà cam dối lừa, xóm diện thân cẩn chẳng hứa, rơi rào thê vắng chín bừa đất đai, của người sáng đòa công khai, của công bọn rút mà xài biệt riêng. Con xin chư Phật thánh hiền, chứng minh con nguyện tin chuyên sám trừ, kể từ vô thủy đến giờ, đành thành pha nướng đảo mồ lương dân, em người mang đỡ thân nhân, em cho sải nghe tàn đàn mới cảm. Tội tình vô cáo cầm nha ma gây nên hoàng trai bất nam chia lìa, tạo bao thảm cảnh não nề, nay xin sám hối trăm bề ăn năn, kể từ vô lượng thời gian. Lạnh giao thương mãi lạnh hàng bán buôn, bán thì cân nhẹ đâu non, buông thì nài em chẳng còn nướng tay, cắt đo thực tất ngăn dài, đổi hàng tốt xấu ra tài con buông. Tìm cầu chúng lời con chẳng nề gian xảo núi non nào tay, dâng lời thề nguyện hôm nay, ăn năn sám hối phận thầy chứng minh, kể từ vô lượng kiếp sanh, soi tường quyết vách nổi danh cường đồ. Chẳng chê cướp vật đổ hồ, trong thì lấn lướt ngoài hồ ly tình, mượn trò bói toán tương tình, dối gian miễn lợi cho mình mà thôi. Ăn kia nói chẳng đủ lời, nay con sám hối nướng nơi phần đa, cầu cho ác nghiệp được tha, chư tôn hiền thánh thương mà chứng minh, tội kia con đã chi thành. Ăn năn sám hối tội tình hoàng không, nhờ công đức sám hên lòng, mà được ngọc như ý hành thông đời đời, ngọc châu mưa xuống từ trời, ý phục thực phẩm muốn thời có ngày. Không còn ý tưởng trộm vay, người người đều biết đủ đầy chẳng tham, lỗi lầm chẳng nhiễm tâm can, lại ưa bố thí rải ban phước lành, hồi hướng cầu nguyện hoàn thành, thiện tâm thí độ chúng sanh muôn loài. Ái dục thân nghiệp thứ ba, gốc nguồn vô tận ta bà thọ sinh, theo lời Phật dạy trong kinh, ai đem vạn trạng thiên hình ngu si. Ngục tù chướng ngại u mê, luân hồi muôn kiếp cũng vì ái ân, cuộc đời sống tựa mây vần, đóng xương vô định mấy lần tu di.
không than nước mắt nằm về. Nếu đem tích chưa suối khe nào bằng, vương vòng ái dục vi bằng, biển mê sinh tử thích thần rối ren. Địa ngục thông khổ mây phen, cùng loài quỷ đôi tiếng rền khóc than. Súc sinh quả báo thân cam, bồ câu chim sẽ tanh hàm dâm tàn. Nếu sanh trong cõi người ta, vợ con bất chính đạo nhà chẳng vui. Bao nhiêu khổ bao chôn vùi, do nhân ái dục khiến đời khổ đau. Phẩm tiền tha thiết khẩn cầu, ăn năn sám hối tật sâu phát lô. Kể từ vô thủy đến giờ, luân thường chẳng giữ tương tư vợ người. Mưu sâu dụ dỗ đoạn chơi, xâm phạm trinh tiết phá đời gái ngoan. Thì kheo ni cũng tính toan, làm nhớ phạm hạnh hoang đàn đầy đưa. Ý quyền cưỡng bức gạn lừa, khiến người tan tác cũng chưa thỏa lòng. Mà trắng hoa mèo má gà đồng, mà chẳng phân biệt hàng đàn ông vô loài. Nay con đã hiểu chuyện đời, chí thành sám hối sau thời ăn năn. Nhờ công sám hối nào phiền, ác nghiệp nhâm dục tự nhiên được trường. Sanh ra chẳng tự cửa nhờ, tâm thân thanh tịnh là nhờ hóa sinh. Thập phần tướng tố quang minh, thông minh định ngộ tinh anh tuyển trần. Xa lìa dùng vọng ái ân, biết đời hư ảo hồng trần thoát ly. Trong mơ cũng chẳng suy vì, như như bất động tu trì chánh nhân. Nay đem tính mạng tâm thần, quy đánh lễ pháp thân Phật Đà. Cuối đầu kinh lễ Như Lai, con xin sám hối nghiệm sai miệng mồm. Ăn miệng môn thứ bao gồm lời nói thô ác ôm sợm dệt theo. Tấn công nói lưỡi hại chiều, nói lời chẳng thật đặt điều dối gian. Lời kinh giáo huấn rõ ràng, đó là nhân địa ngục đàn đóa xa. Cùng loài ngạ quỷ ác ma, chịu nhiều thống thiết khảo tra ngục hình. Nếu sanh vào cõi súc sinh, làm loài qua cú phát thanh rợn người. Nếu sanh trở lại cõi người, miệng mồm hôi thôi nói lời điêu hoa. Ở trong thân quyến bất hòa, hai tranh hai cái người xa lánh dần. Miệng gây nghiệp ác ngu đần, quý tam bảo ngàn lần ăn năn. Cuối đầu kinh lại Thế Tôn, một lòng sám hối lòng son giải bày. Chúng con nhiều kiếp đến nay, dùng lời thô ác mà gây giận hờn.
với người gây gỗ tránh hơn, nói năng bất nhã khinh lợn người trên, chẳng phân quen là sang hèn, thốt lời nhục mà dưới trên chẳng màng. Miệng mồm chửi rủa phũ phàng, khiến người khóc hận tim đàn tránh xa, cùng người xô xa quất hòa, oán trời trách đất kêu la quỷ thần. Miệng mồm la lối vang gần, tạo ra khẩu thiên thần cũng kiên, tội tình vô lượng vô biên, nay xin sám hối niệm điên dập đầu. Đời con chẳng biết từ đâu, chuyên lòng dối trá mưu cầu lợi điên, ăn không nói có hư huyền, đặt điều nói láo làm tiền người tin ăn. Cha con thân quyến bạn hiền, cũng mưu lừa dối nói điên làm quan, làm cho chia rẽ họ hàng, làm cho nước mất nhà tan mới đành. Hoặc dùng yêu thuật mà miệng khoe quan đã cứu thành thánh nhân, tư thiện bám định chứng phần Bồ Tát là hắn được thân thánh hiền, bày điều sai khiến lòng thiên, sấm trò câu đảo chuyển miền gió mưa. Này con sám hối xin chừa, lòng con chi tiết tóc tơ phản lộ, hoặc dùng lời lẽ tiếng to, văn hóa trao chuốc mưu đồ lời danh. Hoặc dùng âm nhạc trữ tình, hoặc dùng son phấn tô mình vẽ môi, lẳng lơ lời nói tiếng cười, làm điều sằng bậy dụ người tà dâm, mà khiến người mê sắc loạn tâm anh. Mọi mòn chỉ khi lỗi lầm chẳng hay, hoan dùng ý ngữ khoe tài, vu khống xuyên tạc chê bai trung thần, dèm pha hiếu tử hiền nhân, khiến cho hậu thế nghi lầm người ngay, có oan khó nổi có bài, ôm lòng oan hận tôi dày sự sanh. Này con phát lộ chí thành, tất cả nghiệp ác tội danh sám trừ, kể từ kiếp kiếp nghìn thu, gây ra tội lỗi oán thù vì đâu, bày ra lời nói đôi chiều. Sáng dương ngoài mặt đặng điều sau lưng, dèm pha phần tán đôi đường, tấn công khích bác lợi dường như dao, vua tôi nghi kỳ lắm nhau. Vợ chồng ly tán bạn bầu lìa xa, hai bên liền kết an hòa, cũng vì theo vết dèm pha sự tình, gây nên thù oán giao tranh, làm cho nước loạn dân lành khóc la, ác nghiệp như nước hằng hà. Lòng thành sám hối xin tha nghiệp dày, con nguyện tu sửa từ đây, nguyện cho tội ác miệng này hóa không, ác nghiệp miệng sám vừa xong, nhờ công đức sám mà lòng được yên. Âm thanh tam thứ đủ duyên, biện tài bốn thứ chu viên tự thành, phán ngôn lời lẽ đành đành, nói năng hòa hợp ý lành lời chúng anh.
ai nghe cũng thỏa tấm lòng, biết rành ngôn ngữ tục phong mọi miền, ngôn từ bất tuyệt liên miên, khiến người giải thoát ưu phiền phàm phu, nhập hàng thanh giả chân tu. Mở con mắt tuệ khóa tù tối tâm, mà con xin phá nguyện nhất tâm, mà sám hối nghiệp miệng mê lầm xưa nay, cúi đầu năm vóc trương đại, hướng về tam bảo miệng mài quý ơi. Thân nghiệp khẩu nghiệp sám rồi, sao gia quan cũng phải thời ăn năn, hướng về vô thủy tội căn. Giang quan thứ nhất mắt hằng thấy trái ăn, đắm mê sắc đẹp bên ngoài, màu mè xanh đỏ gái trai mỹ miều, mà lòng tham sắc dễ siêu, mộng mơ bất chính tạo nhiều đắng cay. Tai ưa đàn ngọt hát hay, những lời em dịu vui vầy nỉ non, làm cho chi khí hao mòn, ý tưởng hôn ám mê hồn loạn tâm. Mùi ham mùi xả hương trầm, mùi thơm hoa lá ý lầm phán xanh, lưỡi thèm thịt béo ca tanh, bội thêm gốc khổ tội sanh ngâm đầu. Thân ưa lụa mịn gấm màu, càng ham hoa lệ tội sâu càng nhiều, ý tưởng tưởng cao siêu, lời đăng chánh pháp bỏ liều chẳng ưa. Sáu căn án nghiệp nào vừa, con xin sám hối nguyện chừa nghiệp căn, nguyện xin sám hối mắt trần, nhờ công đức chứng phạm thân phận đàn. Cùng hàng Bồ Tát thấy xa, ý niệm hai tướng vượt qua chẳng lầm, sám tai công đức vô ngần, thưa nghe chánh pháp thanh thần tuyết tuyên. Nhờ công đức sám mũi nên, ngửi mùi hương tích não phiền dẹp tan. Công đức sám lưỡi vô vàng, nếm toàn pháp vị không màng lời danh. Sám thân công đức hoàn thành, áo Như Lai mặc hiếu rành tánh không, sám ý công đức cũng đồng, diệu thân nghĩa đế nhập dòng vô sanh. Đại nguyện con đã trần tình, mong gầy công đức chúng sanh nương nhờ, nguyện đem cái mạng sống hờ, quy tam bảo vương bờ tử. Cúi đầu đảnh lễ mười phương, chư Phật hiền thanh xót thương muôn loài, chỉ bày phương pháp tuyên vời, nương lành rửa sạch ba đời nghiêm oan. Nay con hối hận khóc than, xin đem tính mạng trước đàn quy. Nam mô Tỳ lô giá na Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam Mô Di Lặc Phật. Giờ đây đành lễ Phật rồi, con xin bày tỏ những lời ăn năn hay. Nhờ ơn rửa sạch nghiệp căn, thân tâm thanh tịnh băng khoan tiêu trừ, không còn vọng tưởng mong mơ, không còn vướng mắc nghi ngờ pháp linh. Trong giờ ác diệt tiên sinh, chú tâm quan sát tiên trình căn nguyên. Một là quan sát nhân duyên, tội do ngu dốt vô biên mà thành, tâm tư vốn chẳng hiền lành. Bởi không kiên cố thân hành đạo sâu, oan thiên nghiệp chướng ngập đầu. Tự mình như cá cắn câu tham mồi, như tầm keo kén tưởng chơi. Tự mình giam hãm cuộc đời tự do, thiêu thân nhào tới lửa lò, tự thiêu tự đốt thành cho hoang tàn. Vì vô minh mới nghênh ngang, lìa xa bản tốt không màng lời hay. Phật và Bồ Tát chỉ bày, cũng không nhìn thấy đường ấy mà vào. Hai xem nhân quả luân lưu, ba đời bao ứng gây nhiều gian nan. Gieo nhân hai quả nào oan, đắm chìm biển khổ miên mang vô bờ. Dù cho tay kiếm tay cờ, dù cho oanh liệt ngôi vua lấy lần, cũng trong khoảnh khắc vô chừng, hết đời cũng đọa ba từng dữ kia. Dù cho phương báo ê hề, ở trong ba cõi lầm mê vẫn còn. Bốn không định cũng hao mòn, phước kia hướng hết lại hoàn xuất sanh. Làm thân trùng bỏ hội tâm, đeo mình trâu trắng tranh giành máu hôi. Vậy mà vẫn cứ biến lười, vẫn không biến sám ba đời nghiệp oan. Khác gì nước ngập hố hang, mà ôm đá nặng kiếm đàn thoát thân. Ba là quan sát bản thân, mặc dầu tâm giác chánh nhân sẵn rồi, nhưng vì mê muội nhiều đời, ái ân chẳng chịch như trời này sao. Mênh mông chẳng biết phương nào, phát sanh tuệ giác tìm vào chân như. Triệt tiêu ba kẻ nỗi thù, ngăn đường giải thoát ưu tư chất chồng. Mà khi xưa Phật chi đại hùng, mà quyết tâm khổ hạnh dứt lòng tử sanh. Luân hồi hư huyễn vô hình, trở về bản giác chuyên vành pháp luân. Bốn là quan sát Phật thân, bất sanh bất diệt trong ngần lưu ly. Việc siêu tư cú bách phi, an nhiên vạn đức tự bi không ngần.
vào đời tiếp độ phạm nhân. Tuy rằng chẳng thấy mà gần kề bên, quán xong bốn tứ căn nguyên, thật là phương pháp thánh hiền hằng tu, loại trừ chướng ngại ngũng tù. Vượt dòng sinh tử vân vô cõi thường, con xin sám hối mười phương, chí thành tung kinh cúng dường chư tôn. Từ vô thị đến hôm nay, chướng ngại phiền não càng ngày càng tăng, lấp che thiện tánh tuệ căn, không cho thấy Phật ân cần xót thương anh. Không cho nghe pháp chân thường, không gặp thiện hữu thánh tăng hộ trì, không cho giải hết ba thì, nghiệp hoang bức bách biết gì nữa đâu. Đường ai nẻo sang pháp màu, như mù trắng nông sâu mà dò, trách trời oan đất quanh co, biết đâu phiền não cũng do tại mình. Thần thông chẳng thấy hiển linh, nổi bao chướng ngại tu hành Phật môn, thiền tịnh tu chẳng nên hồn quán nhân duyên lại dâm dồn chướng duyên. Bảy phương tiện cũng chẳng chuyên, bốn công gia hạnh chướng phiền chẳng không, từ bi hỷ xả cũng không, văn tư tu cũng chẳng công cán gì. Mong gì tam quán vô vi, mong gì giác ngộ liễu tri đạo màu, thiền tư niệm tư càng rầu, năm căn năm lực có đâu mà hành. Bốn thứ thần túc chẳng thành, băm bảy phẩm đạo cũng đành dễ vui, cũng vì phiền não mà thôi, tam minh tư trí muôn đời chẳng thông minh. Vô ngại bốn đạo lòng vòng, sáu ba la mật khó lòng thần thi, tứ nhiếp pháp chẳng biết gì, đại thừa bốn thể ngũ si chẳng tường. Mười minh mười hạnh ương ương, mười hướng mười nguyện biết đường nào tu, tuệ gia trị kiến như mù, Bồ Tát mười địa nhìn thu chẳng tròn. Não phiền chồng chất như non, tâm nào tĩnh lặng đặng tròn quả tu, não phiền chướng ngại công phu, con xin sám hối thân dù héo hon, sông có cạn núi có mòn. Cũng xin tha thiết lòng xóm không sợ, hướng về chư Phật chư Tôn, khẩn cầu gia hộ tâm hồn lắng trong, một mai đạo quả đạt công, nguyện về cứu độ tân cùng chúng sanh. Cuối đầu kinh lại Thế Tôn, nhờ công sám hối tâm hồn lắng trong, ăn năn với cả tấm lòng, mong ơn chư Phật cảm thông hộ trì. Nhờ công sám nước từ bi, mà ba nghiệp chướng ba thì được tiêu, từ nay tự tại phiêu diêu, thọ sanh tùy ý
chẳng do ác nghiệp xoay vòng, tình thanh cõi phân hòa đồng chúng sinh, tiến sâu cảnh giới tình minh, tứ thiền thấu triệt ngũ minh chẳng lầm. Giảng kinh xuất tự thâm tâm, tời lời nhập thân siêu phàm diễn ca, đạo phiền của cõi ta bà, vô minh vi tế cũng đà triệt tiêu. Huệ như mặt nhật trên cao, rọi soi các cõi cõi nào cũng thông, mười phương thế giới đại đồng. Ung dung vô hỷ thần thông tuyệt vời, nay còn phát nguyện đời đời, cúi đầu lạy Phật ba thời chính. Cuối đầu đánh lễ mười phương, chư Phật Bồ Tát tướng thương bao lần, chứng tri con đã năng. Sám phiền não chướng vết hằn nội tâm, mà bao ác nghiệp cũng âm thầm, gây nhiều chướng ngại gieo mầm khổ đau, con xin tha thiên khẩn cầu. Sám hối nghiệm chướng đê đầu trình lên, nghiệm là quả báo nhân duyên, như là trang sức tự nhiên của đời, nghiệm là mầm mống luân hồi. Tháng sinh sáu cõi là nơi nghiệp lành, nghiệp báo ứng rất vô tình, nghiệp làm chướng ngại ngăn mình thoát thân, nghiệp là quả, nghiệp là nhân. Trùng trùng nghiệp báo muôn phần chẳng sai, thấm thâu về nghiệp mấy ai, ngoại trừ Phật trí vượng ngoài thế gian, mênh mông chẳng thể nghĩ bàn. Phàm phu trí thiện há toán nghi ngờ, lý sâu nghiệp báo mù mờ, dòng đời chỉ biết bây giờ mà thôi, thấy nghe nông cạn trong đời. Người hiền sao chịu bao thời đắng cay, người ác lại có đủ đầy, nhà cao cửa rộng thơ thầy chất sân, thấy đời thiên ác bất phân, cần chi tích đức tu nhân để phòng, mê lầm nghiệp bao chẳng thông, rành nhân quả ứng ba dòng thời gian. Trong kinh Phật dạy rõ ràng, hiện sinh hậu báo ba đà nghiệp đưa, hiện báo là quả bây giờ, ngay đời này thọ chẳng chờ kiếp sau. Sinh báo thì quả hơi lâu, đời này thiện ác đời sau hướng đền, hậu báo lại ứng triền miên, tứ thời quá khứ qua miền vị lai. Cho nên đừng kể thấy ai hiện lành mà phải một đời khổ đau, hiểu rằng sinh báo từ đâu, hoặc do hậu báo trước sau cũng đành. Chớ nhìn kẻ cặp hơn, mà lòng tưởng chẳng ưu phiền trong tâm, mà sinh báo hậu bao chẳng lầm, là do tội phước sưu tầm kiếp thương.
Phải nên tin chắc đừng ngờ, làm lành được phước mong nhờ mai sau. Án thời phương giảm tội sau, nói chung nghiệp báo là đầu chướng duyên. Tu hành mà nghiệp báo lên, dễ gì thành tựu chú viên mọi bề. Nên cùng trí thức cận kề, cùng nhau sám hối nghiệp kia tiêu dần. Được cùng thiên hữu cẩn thận, con đường đạt đạo mười phần thuận xuôi. Nay con sám hối nghiệp rồi, cầu xin chư Phật phép soi lòng thành. Nay con quỳ tại Phật tiền, dập đầu lại Phật thánh hiền chư tăng, một lòng tha thiết thưa rằng: kể từ vô thị đã hành gây ra tội nhiều như các báo la, trái dài như bãi hằng hà đôi bên. Vậy mà chẳng biết căn nguyên, do đâu nghiệp tới mà nên nỗi này? Hoặc làm năm tội sâu dày, nghiệp vào vô gián ngục ngày nào ra? Nhất thiện đề tội hằng xa, nghiệp do ý ác bạn tà đua theo. Khinh chê lời Phật biểu điều, pha rối tam bảo triệt tiêu đại thường. Chẳng tin tội phước làm bừa, bất hiếu cha mẹ chẳng ưa lời thầy. Bạn lành chỉ báo đường ngay, biểu môi chu mò ngõ lầy bước chân. Mười thiện năm giới chẳng tuân, phạm điều dâm dục chẳng phân chánh tà. Giới điều Phật tứ tại gia, hạnh tu Bồ Tát hoằng là luật ý. Của hàng hiền chúng tăng ni, vô tình pha rối không chi chẳng làm. Mà kể ra khôn xiết lỗi lầm, con nay sám hối ăn năn tận cùng. Nghiệp sai đã tạo trùng trùng, hướng về chư Phật trái lòng sắc son. Giúp con nghiệp tiêu mòn, giúp con sám hối cho tròn đường ấy tu. Con nay đã sám tội rồi, nguyện nhờ công đức của lời sám kia. Vô minh phiền não nhất tề, đồng thời tiêu diệt nghiệp kia cũng tàn. Phước sanh tuệ giác phát quang, đời đời nương Phật giữ hàng thiện nhân. Không tâm ngũ nghịch tội thâm, diệt trừ ngu tối của thân thiên đề. Từ nay xa lánh nẻo mê, mong ngài ngồi được Bồ Đề Liên Hoa. Thề không tái phạm nghiệp ma, thề tu pháp thiện vào nhà Như Lai. Oai nghi giới luật chẳng sai, sáu ba la mật chẳng nài khó khăn. Bốn tâm vô lượng trướng tăng, mười thư trí lực trang hoàng thành cao.
Đại bi ba niệm chẳng nào, bốn niệm vô ý tìm vào biển không, thường lạc diệu trí đều thông, tám tự tại ngã cũng đồng Như Lai. Bám hai tướng tố của Ngài, tám mươi vẻ đẹp nghiêm oai trong ngần, nguyện nhờ sám hối ăn năn, vô lượng công đức sánh bằng đại dương. Phật Bồ Tát khắp mười phương, chứng minh lời nguyện chẳng nhường núi non, từ bi gia hộ cho con, quy tam bảo chẳng mòn đức tin. Nội trong ba nghiệp của thân, sát sanh thứ nhất muôn phần khổ lao, chúng sanh nào nấy như nhau, đều ham sự sống đơn đau ai mà. Xét từ vô thủy kiếp mang, chúng sanh đều có họ hàng với nhau, mẹ cha anh chị rể dâu, chỉ vì nghiệp lực đối đầu thọ sanh mà mang vạn trạng thiên hình, luân hồi sao nẻo tái sanh dương trần, u mê nào biết xa gần, họ hàng chẳng nhận ban lăng cũng lờn. Mặt tình nhai nuốt chặt cưa, mặt tình duyên hại chẳng ngờ tương liên, trong kinh Phật vẫn thường khuyên, nuốt nhai thịt cá tưởng hiền thịt con. Nếu vì chút lợi áo cơm mà lưới bẫy bắt vật niệm dồn nặng sâu, xa sanh tội ác đứng đầu, giết ăn hồ dễ khấn cầu thứ ba. Từ sanh vào cõi ta bà, chúng con chưa gặp ai là thiện nhân, xót thương chỉ bảo khuyên rằng, sát sanh hại mạng là nhân á tiền. Nên vì lợi lộc ngu si, mà gieo nghiệp ác cũng vì miếng ăn, sau này rời bỏ báo thân, xa vào địa ngục trả dần tôi thương. Chịu bao thống khổ cho bừa, đầu trâu mặn ngựa té cưa thân hình, hoặc là đâm chém tâm bành, hoặc môi móc ruột mới đành án kia. Trả xong nợ chốn âm ti, trở về dương thế lại tùy nghiệp mang, gá thân làm giống xài lang, còm bèo rắn thiết chui hang núi rừng. Khoáng làm chuột bỏ côn trùng, hút máu hút mũ rút thùng phẫn dơ, hoặc làm gà chó heo tơ, cho người xé thịt chặt cưa nấu xào. Thật là khủng khiếp biết bao, khổ bao như vậy lẽ nào dễ vui. Nếu mai trở lại làm người, cũng mang bệnh hoạn tuổi đời chẳng lâu anh. Chỉ thành con lại cần cầu, sám hối nghiệp ác để đầu ăn năn, xin chư Phật thánh hiền tăng, nhủ lòng thương xót mà hằng gia. Kể từ vô thủy chúng có
con, tùy có kiến thức nhưng còn ác tâm, hoặc tham, hoặc ghét, hoặc sân, hoặc vì kiêu ngạo chẳng cần tính suy. Trong lòng chẳng chúng từ bi, thẳng tay sát hại cách chi cũng làm, thề nguyện bùa chú lỗ ban em cho đến mạc đến tàn chưa thôi. Ao hồ phá phách mà chơi, đốn rừng săn bắn lưới chài chó săn, đập cuối gài mái đạo hầm, cũng tên nó đạn giết mầm sống vui. Cá dưới nước chim trên trời, lưới giăng bẫy sập không nơi thoát đào, hoặc nuôi gà vịt dê heo để dành làm thịt nuống chiều miếng tham anh. Hoặc thuê mướn kẻ hung tàn, vạn long cắt tiếng làm hàng bán buôn, chúng chưa tắt tiếng kêu thương, thân đầu mai vẫy thịt xương ra rời, oan than thâu đến tận trời. Đớn đau thảm khóc chuốc loài súc sanh, chỉ vì ba tấc lưỡi tanh mà mang nghiệp ác sát sinh đời đời. Ngày nay con sám nguyện rồi, từ nay việc giữ tức thời lãnh tay. Lại còn binh miên can qua, tranh giành biên giới cô mà diễm nhau, đạn bom pha xóm nổ cầu, đích thân tàn sát hoặc thâu người làm, hoặc nghe giết chấp mừng ham anh. Đau thương chẳng kể tham tàn thánh hung, nghề đau phủ thủ lạnh lùng, chặt đầu lóc thịt người dân chẳng màng, nghề đồ tể cũng bao tàn. Phanh thay loài vẫn dung nhan chẳng sờn, bản buông khi giới đạo gươm, mà đẩy xô người xuống hố hầm chẳng ghê. Biết hàng pha tổ cán xe, nặng chân dẫm đáp chẳng hề tiếc thương. Làm bao án nghiệp phi thường, nay con sám hối mười phương môn lòng, mà cũng từ vô thị kim trung, mà phá thai diễm trưng độc trùng hại nhau, khẩn hoang trồng chia bén áo anh. Tháo kênh diệt mũi ngăn rào lối ra, gậy roi gồng khóa khảo tra, nằm ngồi đi đứng bụng đà ghét nhau, nói thì như thể lách lao, nay con sám hối cần cầu chư tôn anh. Vì chân ngô mùi em dồn, mà con có phạm công còn thiếu chi, xin nhờ lượng thanh từ bi, chứng minh lời nguyện tức thì ác tiêu. Nguyện nhờ công đức chi thành, sám hối mà được thân hình kim cang, sống lâu vô lượng tuổi vàng, không còn vương mắc vào đàn tật sân. Không còn tư tưởng hại nhân, tâm từ bi cùng bội phần thăng hoa, thương người như thể con ta, thấy ai nguy chẳng nề hà tính toán anh. Chúm cho tới chỗ an toàn, còn đem chánh pháp luận
bàn độ nhân, người người đều cảm Phật ân, không còn sợ hãi mười phần mừng vui, quy hết thảy Phật rồi con đem tính mạng gửi nơi Phật Đà. Nam mô Tỳ Lô Giá Na Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Di Lặc Phật. Cuối đầu đảnh lễ chư tôn, con xin sám hối tôi còn ác tâm, mà trộm cướp ác nghiệp của thân. Nếu không sám hối thâm phần khổ đau ơi, trong kinh đã dạy như sao, vật kia có chủ mặt dầu nhỏ nhiên, cọng rau ngọn có cây kim, mà không cho chẳng được mưa tìm đoạt sang, huống chi liền lấy trộm càng. Chỉ vì lời nhỏ nghiệm oan ngâm đầu, chịu nhiều khổ bao rất sâu, xa vào địa ngục muôn màu hải kinh. Chịu bao thống khổ gia hình, hoặc tìm nẻo giữ súc sinh, mà vào lạc đà lừa ngựa bò trâu, đem thân vác nặng cúi đầu trả oán. Làm người cũng chẳng an toàn, làm thân tôi tớ để hoàn tội xưa, trộm cướp khổ bao chẳng vừa, nay còn sám hối xin chừa lòng tham. Nay xin sám tội đã làm, mà kể từ vô thủy lòng tham năm trời. Bán vàng tài sản của người, hoặc dùng sức mạnh giữa hơi công quyền, nói lời xuôi ngưỡng đảo điên, công từ chiếm đoạn lợi riêng cho mình. Hoặc về hối lộ gia hình, bé ngay thành vại cố tình hại nhau, hoặc làm quan lại đứng đầu, dung túng kẻ hạ mưu cầu tham ô. Của công quản lý hồ đồ, chia bai cắt xén lợi to về mình, thuế nông thuế mãi không trình, qua đò vườn ai cố tình đi không, này con phát lộ cầu mong anh. Ăn năn sám hối ăn đồng triệt tiêu, lại trừ bao kiếp xưa lâu, độ dùng tam bảo cúng cầu đoạt tranh, nhan đèn pháp khí tượng kinh, cũng đồ ẩm thực để dành nuôi tăng. Áo quần thiên tín cung dường, cũng rình trộm cắp làm gương thấm hèn, cao dừa củi đuốc dầu đèn, lụa tơ phan lòng cất riêng để xài, quả hoa thiên tín cung bài, ý quyền thao túng lấy trài tự nhiên. Nay còn sám hối tội khiên, chư Phật Bồ Tát Thánh Hiền chứng tri,
kể từ vô thủy mà ghi, tội con chồng chất cũng vì tánh tham, của thầy của bạn cũng ham ăn. Cũng vì lời lòng mà cam dối lừa, xóm giềng thân cận chẳng hứa, rơi rào thê vắng chín bừa đất đai, của người sáng đòa công khai, của công bọn rút mà xài biệt thiên anh. Con xin chư Phật thánh hiền chứng minh con nguyện tin chuyên sám trừ, kể từ vô thủy đến giờ đành thành pha nướng đạo mồ lương dân. Em người mang đỡ thân nhân, em cho sải nghe tàn đàn mới cảm ơn. Tội tình vô cáo cầm da ma gây nên, hoàng trai bắt nam chia lìa, tạo bao thảm cảnh não nề. Nay xin sám hối trăm bề ăn năn, kể từ vô lượng thời gian anh. Lạnh giao thương mãi lầm hàng bán buôn, bán thì cân nhẹ đâu non, buông thì nài em chẳng còn nướng tay, cắt đo thực tất ngăn dài, đổi hàng tốt xấu ra tài con buông. Tìm cầu chúng lời con chẳng nề gian xảo núi non nào tay, dâng lời thề nguyện hôm nay ăn năn sám hối phận thầy chứng minh, kể từ vô lượng kiếp sanh soi tường quyết vách nổi danh cường đồ. Chẳng chê cướp giật đổ hồ, trong thì lấn lướt ngoài hồ ly tình, mượn trò bói toán tương tình, dối gian miệng lợi cho mình mà thôi. Ăn kia nói chẳng đủ lời, nay con sám hối nướng nơi phần đa, cầu cho ác nghiệp được tha, chư tôn hiền thánh thương mà chứng minh, tội kia con đã chi thành. Ăn năn sám hối tội tình hoàng không, nhờ công đức sám hên lòng mà được ngọc như ý hành thông đời đời. Ngọc châu mưa xuống từ trời, y phục thực phẩm muốn thời có ngày âm. Không còn ý tưởng trộm vay, người người đều biết đủ đầy chẳng tham, lỗi lầm chẳng nhiễm tâm can, lại ưa bố thí rải ban phước lành. Hồi hướng cầu nguyện hoàn thành, thiện tâm thí độ chúng sanh muôn loài. Ai dục thân nghiệp thứ ba, gốc nguồn vô tận ta bà thọ sinh. Theo lời Phật dạy trong kinh, ai đem vạn trạng thiên hình ngu si. Ngục tù chướng ngại u mê, luân hồi muôn kiếp cũng vì ái ân. Cuộc đời sống tựa mây vần, đóng xương vô định mấy lần tu di. Không than nước mắt đầm về, nếu đem tích chưa suối khe nào bằng. Vương vòng ái dục vi bằng, biển mê sinh tử thích thần rối ren. Địa ngục thông khổ mây phen, cùng loài quỷ đôi tiếng rền khóc than. Súc sinh quả báo thân cam, bồ câu chim sẽ tánh ham dâm tàn.
Nếu sanh trong cõi người ta, vợ con bất chính đạo, nhà chẳng vui, bao nhiêu khổ bao chôn vùi, do nhân ái dục khiến đời khổ đau. Phẩm tiền tha thiết khẩn cầu, ăn năn sám hối tật sâu phát lô, kể từ vô thủy đến giờ luân thường chẳng giữ tương tư vợ người. Mưu sâu dụ dỗ đoạn chơi, xâm phạm trinh tiết phá đời gái ngoan, thì kheo ni cũng tính toan, làm nhớ phạm hạnh hoang đàn đầy đưa. Ý quyền cưỡng bức gạn lừa, khiến người tan tác cũng chưa thỏa lòng, mà chẳng hoa mèo má gà đồng, mà chẳng phân biệt hàng đàn ông vô loài. Nay con đã hiểu chuyện đời, chí thành sám hối sau thời ăn năn, nhờ công sám hối nào phiền, ác nghiệp nhâm dục tự nhiên được trường. Sanh ra chẳng tự cửa nhờ, tâm thân thanh tịnh là nhờ hóa sinh, thập phần tướng tố quang minh, thông minh định ngộ tinh anh tuyển trần. Xa lìa dục vọng ái ân, biết đời hư ảo hồng trần thoát ly, trong mơ cũng chẳng suy vì, như như bất động tu trì chánh nhân. Nay đem tính mạng tâm thần, quy đánh lễ pháp thân Phật Đà. Cuối đầu kinh lễ Như Lai, con xin sám hối nghiệp sai, miệng mồm ăn miệng môn thứ bao gồm. Lời nói thô ác ôm sợm dệt theo, tấn công nói lưỡi hại chiều, nói lời chẳng thật đặt điều dối gian. Lời kinh giáo huấn rõ ràng, đó là những địa ngục đàn đóa xa, cùng loài ngạ quỷ ác ma, chịu nhiều thống thiết khảo tra ngục hình. Nếu sanh vào cõi súc sinh, làm loài qua cú phát thanh rợn người, nếu sanh trở lại cõi người, miệng mồm hôi thối nói lời điêu hoa, ở trong thân quyên bất hòa. Hai tranh hai cái người xa lánh dần, miệng gây nghiệp ác ngu đần, quy tam bảo ngàn lần ăn năn. Cuối đầu kinh lại Thế Tôn, một lòng sám hối lòng son giải bày, chúng con nhiều kiếp đến nay, dùng lời thô ác mà gây giận hờn. Với người gây gỗ tránh hơn, nói năng bất nhã khinh lợn người trên, chẳng phân quen lạ sang hèn, thốt lời nhục mà dưới trên chẳng màng. Miệng mồm chửi rủa phủ phàng, khiến người khóc hận tìm đàn tránh xa, cùng người xô xa quất hòa, oán trời trách đất kêu la quỷ thần.
miệng mồm la lối vang gần, tạo ra khẩu thiên thần cũng kiêng, tội tình vô lượng vô biên, nay xin khám hối niệm biên dập đầu. Đời con chẳng biết từ đâu, chuyên lòng dối trá mưu cầu lợi điên, ăn không nói có hư huyền, đặt điều nói láo làm tiền người tin ăn. Cha con thân quyến bạn hiền, cũng mưu lừa dối nói điên làm quan, làm cho chia rẽ họ hàng, làm cho nước mất nhà tan mới đành. Hoặc dùng yêu thuật mà miệng khoe quan đã cứu thành thánh nhân, tư thiện bán định chứng phần Bồ Tát là hắn được thân thánh hiền, bày điều sai khiến lòng thiên, sấm trò câu đảo chuyển miền gió mưa. Này con sám hối xin chừa, lòng con chi tiết tóc tơ phản lộ, hoặc dùng lời lẽ tiếng to văn hóa trao chuốc mưu đồ lời danh. Hoặc dùng âm nhạc trữ tình, hoặc dùng son phấn tô mình vẽ môi, lẳng lơ lời nói tiếng cười, làm điều sằng bậy dụ người tà dâm, mà khiến người mê sắc loạn tâm anh. Mọi mòn chỉ khi lỗi lầm chẳng hay, hoang dùng ý ngữ khoe tài, vu không xuyên tạm chê bai trung thần, dèm pha hiếu tử hiền nhân, khiến cho hậu thế nghi lầm người ngay, có hoang khó nổi có bài, ôm lòng hoang hận tôi dày sự sanh. Này con phát lộ chí thành, tất cả nghiệp ác tội danh sám trừ, kể từ kiếp kiếp nghìn thu, gây ra tội lỗi oán thù vì đâu, bày ra lời nói đôi chiều. Sáng dương ngoài mặt đặng điều sau lưng, dèm pha phần tán đôi đường, tấn công khích bác lợi dường như dao, vua tôi nghi kỳ lắm nhau. Vợ chồng ly tán bạn bầu lìa xa, hai bên liền kết an hòa, cũng vì theo vết dèm pha sự tình, gây nên thù oán giao tranh, làm cho nước loạn dân lành khóc la, ác nghiệp như nước hành hà. Lòng thành sám hối xin tha nghiệp dày, con nguyện tu sửa từ đây, nguyện cho tội ác miệng này hóa không, ác nghiệp miệng sám vừa xong, nhờ công đức sám mà lòng được yên. Âm thanh tam thứ đủ duyên, biện tài bốn thứ chu viên tự thành, phán ngôn lời lẽ đành gần, nói năng hòa hợp ý lành lời chúng anh. Ai nghe cũng thỏa tấm lòng, biết rành ngôn ngữ tục phong mọi miền, ngôn từ bất tuyệt liên miên, khiến người giải thoát ưu phiền phàm phu, nhập hàng thanh giả chân tu. Mở con mắt tuệ khóa tù tối tâm, mà con xin phá nguyện nhất tâm, mà sám hối nghiệp miệng mê lầm xưa nay, cúi đầu năm vóc trương đại, hướng về tam bảo miệng mài quý ơi.
thân nghiệp khổ nghiệp sám rồi à, sao gia quan cũng phải thời ăn năn à, hướng về vô thủy tội căn. Giang quan thứ nhất mắt hằng thấy trái ăn tâm mê sắc đẹp bên ngoài à, màu mè xanh đỏ gái trai mỹ miều à, mà lòng tham sắc dễ siêu à, mộng mơ bất chính tạo nhiều đắng cay à. Tai ưa đàn ngọt hát hay à, những lời êm dịu vui vầy nỉ non làm cho chi khí hao mòn à, ý tưởng hôn ám mê hồn loạn tâm anh. Mùi ham mùi xả hương trầm à, mùi thơm hoa lá ý lầm phán xanh à, lưỡi thèm thịt béo ca tanh à, bội thêm gốc khổ tội sanh à, lắm à, đầu thân ưa lụa mịn gấm màu càng ham hoa lệ tội sâu càng nhiều ý tưởng tưởng cao siêu ở lời đăng chánh pháp bỏ liều chẳng ưa sáu căn án nghiệp nào vừa con xin sám hối nguyện chừa nghiệp căn nguyện xin sám hối mắt trần nhờ công đức chứng phạm thân phật đàn cùng hàng bồ tát thấy xa ý niệm hai tướng vượt qua chẳng lầm sám tai công đức vô ngần thưa nghe chánh pháp thành thần tuyết tuyên nhờ công đức sám mũi nên ngửi mùi hương tích não phiền dẹp tan công đức sám lưỡi vô vàng nếm toàn pháp vị không màng lời danh anh sám thân công đức hoàn thành áo Như Lai mặc hiếu rành tánh không sám ý công đức cũng đồng diệu thân nghĩa đế nhập dòng vô sanh đại nguyện con đã trần tình mong gầy công đức chúng sanh nương nhờ nguyện đem cái mạng sống hờ quy tam báo vương bờ tử.